Rồi, đối với câu số 16 này thì các bạn có thể thay thế lần lượt giá trị M này vào trong tích phân này, bấm tích phân để xem coi thử cái kết quả của mình nó ra cái nào là bằng 4. Nhưng mà ở đây thì thầy sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái việc các bạn shift zone của tích phân ha. Rồi, cụ thể thầy nhập vô nè, 2 MX cộng 1 cộng chạy từ 1 cho đến 2. Rồi ở đây là bằng 4. Ở đây các bạn shift zone. Nhớ lưu ý ở đây của mình có hai ẩm nhé. Thì các bạn shift zone ẩm M thì các bạn để cái dòng line này ở cái con M các bạn bật. Thì M của thầy bằng 1 và ở đây đáp án của thầy là câu câu C.